chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh giữ vững vùng xanh, duy trì hoạt động xuất nhập khẩu. Hiệu quả đường bay thẳng từ Thành phố Hồ Chí Minh, Điện Biên. Nhiều địa phương ra điều kiện cụ thể với người về quê ăn Tết. Nghệ An bắt giữ đối tượng vận chuyển 30.000 viên ma túy tổng hợp. Thưa quý vị và các bạn, liên quan tới ùn tắc cửa khẩu những ngày qua, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký quyết định về việc thành lập tổ giúp việc Ban chỉ đạo giải quyết tình hình ùn tắc hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc. Theo quyết định, thành viên tổ giúp việc gồm lãnh đạo Cục xuất nhập khẩu, các vụ thị trường trong nước, vụ thị trường châu Á, châu Phi, phòng thương mại quốc tế do ông Phan Văn Chính, Cục trưởng Cục xuất nhập khẩu là tổ trưởng. Tổ giúp việc tham mưu giúp ban chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ giải quyết tình hình ùn tắc hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc trong thời gian tới. Sau hơn một tháng vận hành, đường bay thương mại chặng Thành phố Hồ Chí Minh - Điện Biên đã cơ bản đáp ứng nhu cầu di chuyển của người dân. Việc đưa vào vận hành đường bay thẳng Thành phố Hồ Chí Minh - Điện Biên của Bamboo Airways đã đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển du lịch của hành khách giữa hai tỉnh thành phố, phù hợp với nhu cầu thị hiếu của người dân. Rút ngắn được thời gian bay xuống còn hơn 2 tiếng, nhanh gấp 4 lần so với phương thức di chuyển cũ. Tần suất 5 chuyến khứ hồi một tuần. Tần suất chung sẽ tăng dần tùy theo điều kiện thực tế và nhu cầu của hành khách. Sau hơn một tháng khai thác, đường bay này phục vụ nhu cầu đi lại của trên 2.700 lượt khách. Theo chiến lược phát triển của hãng hàng không Bamboo Airways, hiện đơn vị đang tiếp tục nghiên cứu, đẩy mạnh xúc tiến để mở thêm các đường bay kết nối Điện Biên với các tỉnh thành như Hải Phòng, Vinh, Nghệ An và Đà Nẵng. Dự kiến những đường bay này sẽ được khai thác trong năm 2022. Sau nhiều ngày tạm dừng, ngày 10 tháng 1, các cửa khẩu lối mở ở Móng Cái đã thông quan trở lại. Tuy nhiên, do nước bạn vẫn đang thực hiện chính sách Zero Covid, việc giữ vùng xanh ở thành phố vùng biên có ý nghĩa quan trọng để đảm bảo hoạt động thông thương diễn ra ổn định thuận lợi. Thành phố Móng Cái vẫn đang tích cực triển khai các biện pháp phòng chống dịch, quyết tâm không để dịch bệnh bùng phát và lây lan trên diện rộng. Xác định tiêm chủng là một trong những biện pháp quan trọng nhất hiện nay để thích ứng an toàn, linh hoạt, hạn chế lây lan dịch bệnh. Thành phố Móng Cái cũng đang tích cực đẩy mạnh việc tiêm chủng vaccine COVID-19 mũi 3 cho người dân trên địa bàn. Song song với đó, do đặc điểm là địa bàn vùng biên, tập trung lực lượng lao động từ nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh, thành phố cũng tiếp tục tăng cường rà soát, tiêm bổ sung cho tất cả các đối tượng đang làm việc trên địa bàn nhưng chưa tiêm đủ mũi. Chúng tôi đã chỉ đạo cho tất cả các nhân viên y tế tạo điều kiện tối đa cho người dân sinh sống và làm việc trên địa bàn. Các đối tượng người già, mắc bệnh nền, trẻ em từ 12 tuổi trở lên đều được tiêm vaccine. Thành phố Móng Cái đang có một xã vùng cam và 4 xã vùng vàng. Để ngăn chặn dịch bệnh lây lan, chính quyền thành phố cũng đang tập trung nhiều giải pháp phòng chống dịch, trong đó đặc biệt chú trọng tuyên truyền vận động nâng cao ý thức của nhân dân trong việc thực hiện 5K, tiêm chủng đầy đủ và chủ động tầm soát xét nghiệm nhanh COVID-19. Các địa phương, đơn vị doanh nghiệp tiếp tục giám sát chặt chẽ việc di chuyển của người dân, người lao động để áp dụng các biện pháp chống dịch phù hợp, duy trì tầm soát chủ động, đột xuất đối với các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, trường học, tiếp tục khuyến khích người dân chủ động xét nghiệm nhanh tại gia đình. Chúng tôi cũng chỉ đạo cho trung tâm chỉ huy phòng chống dịch của phường là thường trực 24/24 giờ, đã thành lập một trạm y tế lưu động, 15 cái tổ COVID cộng đồng, 84 cái tổ liên gia tự quản và các cái tổ 7 cái tổ chăm sóc F0 tại gia đình. Và cùng với đó thì chúng tôi cũng tiếp tục tập huấn này, hướng dẫn này, để cho các cái tổ này hoạt động theo đúng chức năng nhiệm vụ. Cùng với đó, các hoạt động kiểm dịch y tế quốc tế tại cửa khẩu tiếp tục được siết chặt. 100% lái xe trung chuyển tại cửa khẩu phải là công dân biên giới, được tiêm chủng đầy đủ và xét nghiệm PCR trong vòng 72 giờ, đồng thời tiếp tục được giám sát về các biểu hiện lâm sàng của viêm đường hô hấp ngay tại thời điểm trước khi tham gia vận chuyển hàng hóa tại khu vực cửa khẩu. Ở thành phố Móng Cái xác định là cái việc giữ địa bàn xanh an toàn là một trong những nhiệm vụ hàng đầu quan trọng để góp phần cho cái sự phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng. Thành phố luôn bám sát chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh,
để tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện đảm bảo các quy định, đẩy mạnh công tác truyền thông để cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn hiểu và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, tăng cường công tác kiểm soát tốt tình hình biên giới, nhất là các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép trên bộ, trên biển, thế và triển khai đảm bảo các cái biện pháp phòng chống dịch theo cái thống nhất giữa hai bên ở khu vực cửa khẩu, nhất là cái việc kiểm soát và phát hiện kịp thời cái biến thể chủng mới. Tuy không phải là vùng đất chuyên trồng mai đào, nhưng tận dụng lợi thế về khí hậu và thổ nhưỡng, nhiều hộ dân ở Lâm Đồng cũng đã trồng nhiều loại mai đào phục vụ Tết. Năm nay tuy khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhưng những hộ gia đình trồng loại cây này cũng đang chờ đợi sức mua sẽ tăng nhanh. Những ngày này, người dân ở thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng đang dành hết công sức để chăm sóc cho vườn đào Tết. Hoa đã chớm nở và rất nhiều nụ. Năm nay dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng nhiều nhà vườn vẫn mong có được nhiều khách hàng đến mua và đặt hàng. Hiện nay trên địa bàn huyện Lâm Hà có hàng trăm gia đình trồng đào mai vàng để phục vụ nhân dân trong và ngoài tỉnh trong Tết Nguyên đán. Ngoài điều kiện thổ nhưỡng khí hậu thích hợp thì những loại cây trồng này cũng mang nguồn thu nhập ổn định cho các nông hộ. Với những cái dấu hiệu tích cực về phát triển kinh tế và thu nhập của người dân và có nắm bắt tình hình, thì tôi tin tưởng rằng cái Tết này, cái nguồn cung ứng hoa trên địa bàn huyện Lâm Hà sẽ phong phú và hết sức là tốt đẹp. Và huyện cũng đã có cái kế hoạch để mà tổ chức cái điểm trưng và bán hoa Tết để phục vụ nhân dân. Một mùa xuân mới lại về, những người trồng đào, trồng mai, hoa và cây cảnh ở Lâm Đồng đang chạy đua với thời gian để chăm chút, với hy vọng dịch bệnh Covid-19 sớm được kiểm soát để mọi người được đón một cái Tết thêm ấm áp, đủ đầy hơn. Lường trước được khó khăn do dịch bệnh Covid-19, hộ gia đình ông Bùi Văn Tiệp ở xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên đã chủ động các biện pháp để tiêu thụ gần 1.000 gốc đào cảnh phục vụ thị trường Tết Nguyên đán. Bắt đầu mở cửa vườn, phục vụ khách hàng được 3 hôm nay, gia đình ông Tiệp đã bán và cho thuê được gần 400 trên tổng số gần 1.000 gốc đào. Dịch bệnh Covid này cũng ảnh hưởng rất lớn đến cái lĩnh vực hoa cây cảnh cũng như mọi thứ khác, nên gia đình cũng phải chịu ảnh hưởng chung về cái dịch Covid, nên gia đình tôi bán thấp hơn từ 10 đến 15% so với năm trước. Khách hàng đến vườn cũng thường xuyên nhắc nhở khách hàng mua đeo khẩu trang, rồi đảm bảo giữa người bán hàng với khách hàng. Rút kinh nghiệm từ Tết Nguyên đán năm 2021, do ảnh hưởng bởi dịch bệnh, chỉ tiêu thụ được 80% số đào, nên ngay từ đầu vụ năm nay, ông Tiệp chủ động chăm sóc để cây đào cho thế, nụ và hoa đẹp. Bên cạnh những dáng cổ truyền, ông Tiệp học hỏi để tạo ra những cây đào có dáng và thế độc lạ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người chơi đào. Đặc biệt cách đây một tháng, gia đình đã chủ động liên hệ với các khách hàng từ các năm trước, giới thiệu quảng bá sản phẩm trực tiếp lên các trang mạng xã hội để khách hàng trong và ngoài địa phương biết đến. Mọi năm là nhà tôi là toàn lên Văn Giang, Khoái Châu mua, nhưng cách đây 3 năm là chị em nhà tôi là toàn mua đào nhà chị Tiệp ở Hồng Nam. Thế là đào rất là đẹp, hoa to, vận chuyển nó dễ hơn, giá cả hợp lý. Như mọi năm cây đào này là phải thuê 2 triệu nhưng năm nay là thuê có 1,5 triệu. Thời điểm này, nhà vườn của ông Tiệp có nhiều khách hàng từ khắp nơi đặt hàng bằng hình thức đến trực tiếp lựa chọn hoặc gọi điện. Trong đó chủ yếu là khách ở thành phố Hưng Yên, Hà Nam, Hà Nội. Mức giá cho thuê từ 700.000 đồng đến 5 triệu đồng một cây, giá bán từ 2 triệu đến trên 10 triệu đồng một cây tùy từng giống đào. Thưa quý vị và các bạn, để đảm bảo công tác phòng chống dịch, Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ về việc bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Theo đó, để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Bộ Y tế đề nghị các địa phương tốt nhất không tổ chức bắn pháo hoa. Nếu tổ chức phải đảm bảo tuân thủ quy định 5K, khẩu trang, khử khuẩn, không tụ tập, khai báo y tế và khoảng cách, không tập trung đông người xung quanh khu vực bắn pháo hoa. Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp và sắp đến kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm 2022, nhiều địa phương đã ban hành quy định điều kiện với người về quê ăn Tết. Phú Thọ yêu cầu người từ nơi có cấp độ dịch 1 và 2 vùng xanh vàng tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong 7 ngày.
Người về từ vùng đỏ và cam được yêu cầu có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ và cách ly tại nhà từ 7 đến 14 ngày. Tùy theo trường hợp tiêm đủ hoặc chưa tiêm đủ 2 liều vaccine, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái quy định người về từ vùng đỏ và cam đã tiêm đủ liều vaccine thì phải cách ly tại nhà 7 ngày, lấy mẫu xét nghiệm PCR 3 lần và tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo. Người chưa tiêm đủ 2 mũi vaccine phải cách ly tại nhà 14 ngày, lấy mẫu xét nghiệm PCR 4 lần và tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo. Tỉnh Hưng Yên yêu cầu người từ nơi khác về quê phải có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ. Đồng thời không phân biệt là về từ vùng nào, người dân đã tiêm đủ 2 mũi phải tự cách ly tại nhà 7 ngày, nếu chưa tiêm đủ thì cách ly 14 ngày. Ngoài ra, Hải Phòng, Hải Dương, Tuyên Quang yêu cầu cách ly tại nhà với người về từ vùng cam và đỏ. Riêng Lào Cai, Hà Nam, Nam Định chỉ cách ly với người về từ vùng đỏ. Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Bắc Ninh, Ninh Bình chỉ yêu cầu có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong 72 giờ, không cần cách ly kể cả với người về từ vùng có nguy cơ dịch ở cấp độ 3 và 4. Các địa phương miền Trung gồm Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Quảng Trị yêu cầu người đã tiêm đủ liều vaccine từ vùng đỏ và cam vẫn phải cách ly tại nhà 7 ngày. Người chưa tiêm vaccine cách ly 14 ngày, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tại nhà hoặc nơi lưu trú. Một số địa phương Nam Bộ như Cà Mau, Sóc Trăng, thành phố Cần Thơ, Vĩnh Long, Kiên Giang vẫn thích ứng an toàn, không quy định cách ly người về từ tỉnh, thành phố khác. Trong những ngày gần đây, thành phố Đà Nẵng liên tục phát hiện nhiều ca bệnh COVID-19 là tiểu thương tại các chợ. Do đó, để vừa đảm bảo phòng dịch, vừa phục vụ người dân mua sắm Tết an toàn, các địa phương đang siết chặt công tác kiểm tra kiểm soát phòng dịch tại các chợ. Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, chợ được đánh giá là khu vực có nguy cơ cao. Để đảm bảo duy trì hoạt động của các chợ truyền thống phục vụ cho người dân mua sắm Tết, ban quản lý các chợ đã siết chặt việc quét mã QR, kiểm tra, nhắc nhở tại khu vực có đông người mua bán. Bên cạnh đó, bố trí khu vực cách ly tạm thời khi phát hiện F0, đồng thời test nhanh 3 ngày một lần đối với các tiểu thương. Khi phát hiện những cái trường hợp mà có dấu hiệu sốt và gì thì ban quản lý các chợ mới chỉ đạo các đội chợ có một cái khu cách ly để đó và khai báo y tế và liên hệ với lại y tế của phường. Bên cạnh đó, đoàn liên ngành do Sở Công Thương chủ trì thường xuyên kiểm tra về việc chấp hành quy định phòng chống dịch tại các chợ truyền thống. Để không đứt gãy chuỗi cung ứng, Sở Công Thương cũng huy động doanh nghiệp dự trữ hàng hóa và điều tiết cung ứng hàng Tết cho người dân trong điều kiện dịch bệnh có thể kéo dài. Các trung tâm thương mại siêu thị, các tiểu thương, các doanh nghiệp phân phối lớn là tập trung dự trữ nguồn hàng và cho đến nay thì tổng giá trị hàng hóa để dự trữ để cung ứng cho thị trường trong dịp Tết là khoảng 1.900 tỷ đồng. Ngoài ra thì Sở Công Thương cũng tổ chức thực hiện các điểm bán hàng bình ổn cho người dân trải dài trên địa bàn các quận huyện. Vì đảm bảo an toàn và linh hoạt phòng chống dịch tại các chợ truyền thống, giúp người dân mua sắm an toàn, kích cầu thị trường trong mùa mua sắm lớn nhất trong năm. Chia sẻ những khó khăn áp lực mà lực lượng y tế cơ sở đang phải đối mặt, nhiều mô hình hay, nhiều thanh niên tình nguyện đã sẵn sàng đồng hành cùng đội ngũ y bác sĩ tuyến đầu. Mặc dù còn thiếu thốn về nguồn lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ các F0, song đây vẫn là một giải pháp tiếp sức cho người bệnh cùng y tế cơ sở vượt qua khó khăn. Mỗi ngày, các y bác sĩ và tình nguyện viên ở đây phải tiếp hàng trăm cuộc gọi điện thoại từ các ca F0 trên địa bàn. Các thành viên trong tổ COVID lưu động phải chia ca trực để đảm bảo 24 trên 24 giờ đều có mặt nhằm đáp ứng yêu cầu của người bệnh. Tính đến bây giờ thì là vẫn đang đảm bảo được lực lượng cách đầy đủ. Đó là khi mà các bệnh nhân trở nặng, dù ngày hay là đêm muộn thì thanh niên phường có trợ dừa vẫn cố gắng đến kịp thời, đúng lúc để làm sao mà cho người bệnh người ta có một tinh thần thoải mái. Mỗi nhân viên y tế cơ sở phải quản lý hàng nghìn hộ dân nên ai nấy đều phải làm việc hết công suất. Từ khâu tiếp nhận thông tin, sàng lọc, tiêm chủng đến chăm sóc và điều trị bệnh nhân F0 đều phải làm. Thực tế hiện nay cho thấy, nhiều nhân viên y tế đã phải bỏ công việc mà mình gắn bó. Thậm chí có những trạm y tế cơ sở chỉ còn 2 nhân viên. Làm sao để giảm áp lực cho y tế cơ sở vẫn là một bài toán khó hiện nay. Thực ra cái giảm áp cho cán bộ y tế bây giờ gần như là cái việc không thể. Chủ yếu là bây giờ là đề xuất với các cấp là tăng cường cái hỗ trợ cho cái điều kiện sống của anh em y tế. Chứ còn bây giờ thì số lượng cán bộ y tế có thế thôi, mà người ta còn tiếp tục phải hưu, cho nên cái việc bổ sung nhân lực là cái việc cần thiết. Chung tay cùng cộng đồng, mạng lưới thầy thuốc đồng hành đã được Hà Nội tái khởi động
hỗ trợ từ xa khẩn cấp cho F0 đang điều trị theo dõi sức khỏe tại nhà với số điện thoại 0241022. Ngoài ra, một số đơn vị đã triển khai hệ thống ATM oxy miễn phí tới các quận, huyện hỗ trợ bệnh nhân COVID-19 điều trị tại nhà, kết hợp với hơn 4.000 tình nguyện viên tham gia hỗ trợ tổ COVID cộng đồng điều trị cho F0. Đây là những chia sẻ thiết thực với tuyến y tế cơ sở trên địa bàn. Tiếp theo chương trình là những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến vụ Tân Hoàng Minh bỏ cọc sau khi chúng đấu giá quyền sử dụng lô đất 312 thuộc khu đô thị Thủ Thiêm, Cục Bổ trợ Tư pháp, Bộ Tư pháp yêu cầu Sở Tư pháp TP.HCM báo cáo toàn bộ quá trình tổ chức đấu giá trước ngày 25 tháng 1 năm 2022. Trước đó, ngày 10 tháng 12 năm 2021, công ty Ngôi Sao Việt thuộc tập đoàn Tân Hoàng Minh đã tham gia và chúng đấu giá lô đất 312, khu chức năng số 3 trong khu đô thị mới Thủ Thiêm, 10.060m2 với giá 24.500 tỷ đồng, tính ra 2,45 tỷ đồng trên 1m2 đất. Cũng liên quan đến tập đoàn Tân Hoàng Minh, mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có văn bản gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các sở ngành trực thuộc đề nghị cung cấp tài liệu liên quan đến loạt dự án do tập đoàn này thực hiện tại địa phương này. Những ngày vừa qua, người dân đổ dồn tìm mua các loại pháo hoa tại các điểm bán của công ty Z121. Tuy nhiên mới đây, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Bộ Quốc phòng cho biết, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hóa chất 21 đã có thông báo tạm dừng sản xuất và bán ra thị trường hai sản phẩm pháo hoa là sàn phun hoa và sàn phun viên vì có tiếng nổ. Việc này nhằm đánh giá lại các tiêu chuẩn cho phù hợp với thông tư số 125/2021 của Bộ Công an về tiêu chuẩn sản xuất các loại pháo sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 3 năm 2022. Khi sản phẩm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu tiêu chuẩn thì có thể tiếp tục được sản xuất và bán ra thị trường cho người dân sử dụng. Trong thời gian này, nếu người dân mua đi bán lại hai sản phẩm pháo hoa trên sẽ bị xử phạt theo quy định. Thời gian qua, tình trạng biển xâm thực mạnh đã làm lộ ra bãi tập kết rác tự phát được chôn ngầm của người dân ở bờ biển xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong lúc chờ đợi một giải pháp xử lý triệt để thì núi rác này đang dấy lên lo ngại về ô nhiễm môi trường và cảnh quan bờ biển. Đây là núi rác Lộ Thiên, khu vực thôn An Dương của xã Phú Thuận. Dù đã được tập trung xử lý những ngày qua nhưng vẫn dễ dàng nhìn thấy một lượng rác khổng lồ tập kết ngay bên bờ biển. Trước khi chính quyền có phương án thu gom xử lý rác thải như hiện nay, thì đây từng là khu vực chôn chất thải rắn tự phát của người dân từ năm 2008, rộng khoảng 300m2. Chiều cường và gió mùa đông bắc tác động vào bờ biển đã làm lộ ra bãi rác này. Vấn đề bóc tách rác và lượng rác là khá lớn, và chúng tôi cũng đang tìm cái phương án tối ưu nhất cùng với công ty Hàng Trung để xử lý. Phương châm ủy ban xã sẽ tiến hành xử lý một lần dứt điểm, không để các năm khác mà sạt lở nó sẽ ảnh hưởng đến ô nhiễm môi trường cũng như là ảnh hưởng đến ô nhiễm môi trường biển. Khó khăn lớn nhất khi xử lý là lượng rác lẫn vào cát quá lớn, khó xác định khối lượng. Chính quyền huyện Phú Vang đã có phương án bố trí kinh phí để xã Phú Thuận xử lý dứt điểm núi rác Lộ Thiên này, tránh tái diễn tình trạng trong tương lai. Câu chuyện trên đặt ra nhiều vấn đề trong việc tập kết, xử lý rác thải rắn ở khu vực nhạy cảm như bờ biển. Chính quyền các địa phương cần tập trung công tác tuyên truyền, xử lý trường hợp người dân cố tình tập kết chất thải nhựa khó phân hủy, gây ảnh hưởng môi sinh cảnh quan vùng biển trong thời gian tới. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An vừa thông tin đơn vị vừa bắt giữ một đối tượng vận chuyển 30.000 viên ma túy tổng hợp trên đường đi tiêu thụ. Theo đó, vào khoảng 21 giờ tối ngày 16 tháng 1 tại bản Xiềng, xã Môn Sơn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An và Công an huyện Con Cuông phối hợp Công an huyện Anh Sơn, đồn biên phòng Môn Sơn, đội kiểm soát phòng chống ma túy thuộc Cục Hải quan Nghệ An phá thành công chuyên án bắt giữ đối tượng Lê Văn Bốn, sinh năm 1989, trú tại bản Bủng, xã Môn Sơn, Con Cuông về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 30.000 viên ma túy tổng hợp. Qua điều tra xác định, đối tượng này là một mắt xích quan trọng trong đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Nghệ An để vận chuyển đi các tỉnh phía Bắc tiêu thụ. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiến hành điều tra xử lý. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình này ngày mai. Thân ái chào.